Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến công ty tiêu xuất khẩu Mỹ Lệ ở Lộc Ninh, Bình Phước để xem anh chị ở công ty Mỹ Lệ này sử dụng cái kênh điện tử có bánh xe di chuyển hiệu quả như thế nào anh chị ha. Cân điện tử này có tổng cộng 4 bánh xe lần anh chị, cho nên chúng ta đẩy cái cân đi vòng vòng trong nhà xưởng nó rất thuận lợi luôn và nó bền hơn so với dạng cân bàn rất là nhiều. Và cái cân này nó liền khối, nó thiết kế liền khối cho vai dạng lắp ráp như cân bàn, cho nên nó cứng cáp và kiên cố. Thực tế mà so với cái dạng cân bàn điện tử có cái trụi nóc cao cao á, thì cái dạng cân có bánh xe di chuyển này nó rất là bền hơn rất nhiều so với dạng cân bàn. Và cân điện tử này khi cân thì bánh xe nó không có chạm đất đâu, cho nên nó vẫn kiên cố một chỗ. Anh chị đừng có lo lắng là có bánh xe thì nó sẽ chạy nha, không có đâu. Cho nên là việc mà sử dụng cân điện tử có bánh xe di chuyển này để đóng gói tiêu xuất khẩu nó rất thuận lợi. Thuận lợi ở đây như thế nào? Đầu tiên là cái cân nó có màn hình số LED đỏ thì nó dễ đọc số hơn. Thứ hai, cân này có báo pin trên màn hình luôn, cho nên chúng ta nhìn vào đó là chúng ta biết được là khi nào chúng ta cần nên sạc pin. Rồi, thứ ba là bàn cân nó thấp dưới đất á, để chúng ta tịnh bao như thế này nè, nó đúng cái tư thế lưng và chúng ta không phải bẫy cúi lên cúi xuống nhiều anh chị ha. Cân điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân điện tử có bánh xe di chuyển này nó hợp lý quá, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và miễn phí nhập cân tận nơi đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.